Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ và mình là Hoài. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một sản phẩm micro đến từ thương hiệu Comica. Và hẳn là các bạn cũng đã quen thuộc với những cái sản phẩm mic như là VM10 Pro hay là VM30 rồi, bởi vì mình đã review những cái mã sản phẩm đấy trước đó. Tuy nhiên thì trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chiếc mic nằm giữa hai cái sản phẩm đó là chiếc VM20. Ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc mic shotgun tốt hơn VM10 Pro, tuy nhiên thì sẽ không có những cái tính năng thu không dây hay là những cái tính năng cao hơn như chiếc VM30. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem là chiếc VM20 này có gì đặc biệt nhé. Và trước tiên, trước khi review kỹ chi tiết về chiếc mic VM20 thì chúng ta sẽ cùng đập hộp để xem là khi mua chiếc mic Comica VM20 thì chúng ta sẽ có những phụ kiện gì đi kèm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ có một chiếc hộp đựng chống sốc rất là đẹp như thế này. Tất cả những sản phẩm mic của Comica hiện giờ thì nó sẽ đều làm cái phần hộp chống sốc rất là cứng cáp, rất là đẹp như thế này. Mình đánh giá rất là cao các cái sản phẩm và các cái cách packaging của Comica, cái cách họ chăm chút cho những cái sản phẩm mic của mình. Mặc dù là chỉ ở mức giá tầm trung, tuy nhiên là những cái chi tiết nhỏ như thế này thì xứng đáng được cộng điểm. Ok, và bên trong thì chúng ta sẽ có khá là nhiều phụ kiện. Đầu tiên, quan trọng nhất sẽ là chiếc mic shotgun VM20. Các bạn sẽ thấy đây là chiếc VM20 của chúng ta, rất là đơn giản, gọn nhẹ và nhỏ gọn chỉ như thế này thôi. Sau đó thì mình sẽ có một cái bơm mút lọc gió như thế này. Phần giá đỡ shock mount để chúng ta có thể gắn lên trên máy ảnh hoặc là chân tripod hoặc là các cái thiết bị phụ kiện có chân tương thích. Bên cạnh đó thì mình sẽ có một cái lông lọc gió như thế này để sử dụng trong trường hợp mà chúng ta sử dụng thu âm ngoài môi trường có nhiều tạp âm hoặc là tiếng gió rít mạnh, thì các bạn có thể sử dụng thêm cái bông lọc gió này để cải thiện chất lượng âm thanh. Và đương nhiên không thể thiếu với tất cả sản phẩm mic thu âm thì chúng ta sẽ cần có dây kết nối. Và thông thường thì sẽ đều là kết nối thông qua tiêu chuẩn 3.5 như thế này. Và ở đây thì với chiếc VM20 thì mình sẽ có hai sợi dây. Thì mình sẽ cùng phân biệt luôn xem là chức năng của hai sợi 3.5 này thì có gì khác nhau nhé. Đây là hai sợi dây 3.5 đi kèm trong chiếc mic VM20 thì các bạn có thể thấy là sợi này hai đầu màu cam thì sẽ đều là tiêu chuẩn 3.5 TRS, có hai vạch đen như thế này để chúng ta có thể sử dụng cho máy ảnh máy quay. Còn với chiếc 3.5 mà có một đầu cam một đầu ghi như thế này sẽ là dây để sử dụng cho tiêu chuẩn điện thoại, bởi vì cái đầu màu ghi sẽ là đầu TRS có ba vạch đen, thì các bạn lưu ý khi mà sử dụng dây jack với chiếc mic VM20 nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây sạc USB Type-C như thế này để sạc lại cho mic. Đây là dây USB, một đầu USB một đầu Type-C để chúng ta có thể sạc cho mic. Với mỗi lần sạc thì các bạn có thể sử dụng cái mic VM20 này khá là lâu, khoảng tầm từ 50 đến 60 tiếng tùy vào thời gian sử dụng hoặc cũng như là cái chế độ việc mà chúng ta có sử dụng liên tục hay không. Hoặc là trước khi mà đi vào việc sử dụng cũng như là test thử chất lượng của cái chiếc mic VM20 thì mình sẽ cùng đánh giá qua một chút về thiết kế cũng như là chất liệu, rồi là các cái nút chức năng ở trên chiếc VM20 để chúng ta có thể sử dụng cái chiếc mic này một cách dễ dàng hơn. Trước tiên thì các bạn có thể thấy là cái phần mic thì nó khá là gọn gàng, và toàn bộ phần thân mic và tất cả các chi tiết trên mic thì đều sẽ được làm bằng kim loại để đảm bảo cái độ chắc chắn và độ bền của sản phẩm. Thứ hai thì ở phần dưới, phần bên trên của mic thì sẽ là phần nang mic để thu âm. Với chiếc VM20 thì đây sẽ là một chiếc mic thu âm siêu định hướng để thu âm phần đằng trước của mic và sẽ hạn chế phần tạp âm ở hai bên cũng như là phía sau của mic. Thì đấy là đặc trưng của những cái sản phẩm mic Super Cardioid. Và sau đó thì các bạn sẽ quan tâm giúp mình là các cái cổng chức năng cũng như là cách sử dụng mic. Ở phần bên dưới thì sẽ là tích hợp toàn bộ các cái phím chức năng. Trước tiên thì ở mặt trước thì các bạn sẽ lưu ý cho mình là chúng ta sẽ có một cái nút nguồn như thế này. Các bạn sẽ ấn giữ khoảng 3 đến 5 giây để khởi động mic. Lúc này thì các bạn có thể thấy là trên mic thì phần đèn LED sẽ báo sáng màu xanh blue như thế này. Và ở cái phần màn hình OLED thì sẽ hiển thị cái dung lượng pin. Với chiếc mic này thì nó đang còn khá là đầy, gần như là đầy pin. Để kiểm tra cái dung lượng pin thì các bạn sẽ ấn một lần vào nút nguồn để màn hình OLED hiển thị cái biểu tượng pin này lên. Phím bấm phía trên của nút nguồn thì sẽ là công tắc tắt bật chế độ lao cắt. Ở đây sẽ có hai chế độ lao cắt là cắt tạp âm tần số thấp dưới 75Hz hoặc là dưới 150Hz. Thì các bạn sẽ bấm để hiển thị đèn xanh ở từng cái mốc cắt ở từng cái mốc tần số mà các bạn muốn cắt. Ví dụ hiện tại thì đèn đang hiển thị ở 75, tức là chúng ta đang cắt tạp âm tần số thấp dưới 75Hz. Còn nếu mà ấn thêm một lần thì sẽ là chuyển sang chế độ cắt tạp âm dưới tần số 150Hz. Ấn một lần nữa thì sẽ là tắt cái chế độ lao cắt này đi. Thì tùy vào cái không gian cũng như cái mục đích sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng các cái chức năng chế độ phù hợp của mic. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ quan tâm thêm cho mình cái chức năng chỉnh gain trên chiếc VM20. Thì như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có chia mốc âm thanh từ 0 đến 10. Với mốc âm thanh từ 0 đến 10 thì các bạn có thể chỉnh gain từng mốc
khoảng 2 decibel, tối đa là 20 decibel để cho cái âm thanh có độ nhạy cũng như là độ to, to nhất có thể. Với cái việc mà chỉnh gain như thế này thì sẽ khá là phù hợp trong việc mà chúng ta sử dụng thu âm ở các cái khoảng cách thu âm khác nhau, hoặc là thậm chí các bạn có thể ứng dụng chiếc mic này trong việc thu âm podcast hay là ASMR. Và cuối cùng thì ở ngay bên cạnh của mic thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái cổng out, hai cái cổng out như thế này. Trước tiên là cổng Type-C, thì như mình đã giới thiệu ban đầu chúng ta sẽ sạc cho chiếc mic này thông qua dây USB Type-C để cung cấp nguồn điện cho mic và có thể sử dụng tối đa trong thời gian là 60 tiếng. Bên cạnh đó thì cổng output 3.5mm thì sẽ cho phép chúng ta xuất âm thanh ra các thiết bị khác nhau như là máy ảnh, máy quay, laptop hoặc là điện thoại, thì các bạn sẽ lựa chọn cái dây jack phù hợp khi mà chúng ta sử dụng với từng cái thiết bị khác nhau. Và cách để mà lựa chọn dây jack phù hợp thì mình đã lưu ý ở ngay phần đầu video rồi. Ok, đấy là tất cả những cái mà điểm mà chúng ta cần lưu ý khi sử dụng chiếc Comica VM20. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện một vài bài test cho chiếc VM20 này nhé. Và hiện tại thì các bạn đang được nghe âm thanh chúng ta thu trực tiếp từ chiếc mic Comica VM20 với môi trường điều kiện thu âm tại studio và khoảng cách thu âm đang khoảng hơn 1 mét một chút. Và mình đang để mic thu âm ở chế độ có bật mode lao cắt ở 150Hz và độ nhạy của mic thì mình đang để ở khoảng mức 8. Thì không biết là các bạn có đang nghe âm thanh rõ không, hoặc là có bị dính nhiều tạp âm hay là có bị vang gì không, thì mình sẽ đọc một chút phần thông tin. Và hiện tại thì ở trong phòng của mình đang sử dụng điều hòa, thế là cái tiếng điều hòa thì khi mà mình nghe bằng tai thường ấy thì nó khá là rõ. Thì không biết là thông qua mic VM20 thì nó có lọc được nhiều hay không, thì các bạn cùng đánh giá và comment phía bên dưới giúp mình nhé. Thì mình sẽ đọc một chút phần tính năng của chiếc mic Comica VM20 nhắc lại để các bạn cùng biết và tham khảo với chiếc mic này. Trong lúc mình đọc thì nhờ bạn quay phim chỉnh giúp mình cái phần gain của mic thay đổi tăng giảm để chúng ta cùng xem là cái mức độ tăng giảm cường độ âm thanh thì nó có đáng kể hay không, hoặc là khi mà mình tăng to quá thì nó có bị noise hay là nhiễu hoặc là ồn nhiều không nhé. Thì một vài tính năng cơ bản của chiếc mic Comica VM20 gồm có hai chế độ lao cắt ở 75Hz và 150Hz giúp lọc hiệu quả tiếng ồn tần số thấp ở trong các trường hợp khác nhau, làm cho chất lượng âm thanh hoàn hảo và tinh khiết hơn. Điều chỉnh âm lượng đầu vào tối đa lên tới 20dB thông qua gain control được thiết kế dạng núm xoay, dễ dàng tối ưu mà không gây ồn ào. Comica VM20 sử dụng mô hình phân cực super cardioid, mang lại khả năng thu âm thanh giọng nói ở phía trước và loại bỏ âm thanh ở hai bên tương đối hiệu quả. Comica VM20 được trang bị pin lithium ion 300 với dung lượng là 320mAh, hỗ trợ sạc qua cổng Type-C, và các bạn có thể vừa sạc vừa sử dụng để kéo dài thời gian sử dụng cho cảnh quay của mình. Màn hình OLED giúp hiển thị mức pin, thời gian thực, đảm bảo quá trình ghi âm diễn ra suôn sẻ, đèn led báo hiệu hoạt động của chế độ lao cắt và bật tắt nguồn. Kết cấu mic hoàn toàn bằng kim loại, chắc chắn mang đến sự bền bỉ, ổn định, chống nhiễu hiệu quả cho micro. Cổng output 3.5mm tương thích với nhiều thiết bị như smartphone, máy tính bảng, máy ảnh hoặc DSLR. Thì không biết là cái âm thanh mà các bạn đang được nghe từ chiếc VM20 thì các bạn đánh giá như thế nào? Thì có thể comment bên dưới cho mình biết nhé. Và chúng ta sẽ cùng sang bài test số 2 cho chiếc mic Comica VM20. Mình sẽ cùng thu âm ở môi trường có tiếng ồn nhiều một chút, ví dụ như là ngoài đường, để xem là cái khả năng lọc tạp âm cũng như là cái phạm vi thu âm của chiếc mic này thì được khoảng bao nhiêu. Và hiện tại thì mình đang thu âm, mình đang quay một video ngắn từ chiếc iPhone 13 và có sử dụng phần dây jack kết nối như mình đã giới thiệu. Thì các bạn cùng đánh giá cái chất lượng thu âm của chiếc VM20 nhé. Bên cạnh đấy thì các bạn có thể thấy là cái nó sẽ có những cái rung động khá là nhỏ ở trên chiếc mic VM20. Tuy nhiên thì với cái thiết kế sốc mao như thế này thì nó sẽ ngăn được cái tiếng ồn tạo ra từ các cái chuyển động từ mic khá là hiệu quả. Ok, và để cho khách quan thì bên cạnh việc mà chúng ta test chiếc mic VM20 ở trong môi trường studio thì hiện tại mình đang test chiếc mic này ở môi trường khá là nhiều tạp âm. Các bạn có thấy là phía sau mình khá nhiều xe cộ và phương tiện đi lại, nên là cái lượng tạp âm thì nó tương đối là nhiều. Tuy nhiên là hiện tại thì các bạn cũng có thể nhận thấy là chúng ta vẫn nghe rõ âm thanh khi mà mình nói. Hiện tại thì mình đang để mic ở chế độ setup với cái mức lao cắt là 150Hz và cái độ nhạy ở khoảng mức 7, và mình có sử dụng thêm bông lọc gió để có thể là lọc được các cái tạp âm như là gió hoặc tiếng xe cộ. Các bạn cùng đánh giá chất lượng âm thanh của chiếc mic Comica VM20 và comment phía bên dưới cho mình biết. Và hy vọng những thông tin mà mình đã cung cấp sẽ là một cái sự tham khảo hữu ích cho các bạn trong việc chọn mua một chiếc mic thu âm thật là chất lượng. Và để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi đến số hotline của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.